Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, Tận Hư Không, Quyến Khắp Pháp Giới và tất cả hữu duyên chúng sinh. A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân duyên thì ngày 17 tháng 11, tức là ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì gia đình của cô Nguyễn Thị Lệ Hằng tại đạo tràng Hư Không đã ủng hộ 500.000 để mua sữa cho các em tại Bảo Lộc vùng cao, Đức Trọng Bảo Lộc, và cho chuyến thiện nguyện sắp tới. Thành kính tri ân tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúc cho quý vị được vàng sự như ý, tâm nghị sự thành. A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn rất nhiều ạ. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.